Với tên gọi vô cùng đặc biệt và mong muốn lan tỏa thông điệp người Việt Nam không xả rác, Hội Yêu Rác Nghệ An thường xuyên tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền đến cộng đồng về lối sống xanh, giảm rác thải và yêu quý môi trường tự nhiên. Vâng, với số lượng thành viên tham gia ngày càng đông, Hội Yêu Rác Nghệ An đã thu hút được đông đảo người dân cùng tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Chúng tôi thuộc Hội Yêu Rác Việt Nam và ở Nghệ An thì cũng có Hội Yêu Rác. Và Hội Yêu Rác Việt Nam thì do tiến sĩ Thượng tọa Thích Chất Quang thành lập từ năm 2017, làm rất nhiều việc để bảo vệ trái đất xanh. Thành viên của Hội Yêu Rác thì gồm những sinh viên và những ai mà yêu thích thực hành về việc sống xanh, sạch thì cũng nằm trong Hội Yêu Rác. Định kỳ hàng tháng, các thành viên trong Hội Yêu Rác lại tập trung đi nhặt rác ở công viên, đường phố, bãi biển. Màu áo xanh với dòng chữ Người Việt Nam không xả rác phủ sóng khắp các địa bàn trong tỉnh, với mong muốn giữ cho không gian sống của mình luôn xanh, sạch đẹp. Trong cái thành viên của Hội Yêu Rác thì từ nhỏ đến lớn, thậm chí là có những bạn mầm non 5 tuổi cũng đi, và có các cụ 80 tuổi vẫn đi nhặt rác bình thường và làm các hoạt động về bảo vệ môi trường. Tương lai thì sẽ có cái hoạt động làm sạch biển Glo để vào dịp 30 tháng 4 sắp tới. Hiện tại với khoảng 500 thành viên tham gia ở nhiều lứa tuổi khác nhau, Hội Yêu Rác Nghệ An thường xuyên phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh để tổ chức các hoạt động nhặt rác, phân loại rác, đắp đường, trồng cây xanh. Gia nhặt rác với Hội Yêu Rác thì chúng mình cảm thấy rất là vui. Đa phần thì khối công việc sẽ rất là nhiều, cho nên là các bạn tham gia thì cũng sẽ rất là vất vả. Nhưng mà vì một cái hành động nhỏ của chúng mình, hy vọng là sẽ lan tỏa được những cái thông điệp tốt đẹp tới tất cả mọi người. Con cảm thấy rất là vui, tuy hơi mệt một xíu nhưng mà cháu muốn được cho thành phố được sáng sạch đẹp. Cháu muốn lần sau cháu sẽ tham gia được nhiều hoạt động như thế này nữa ạ. Cùng với việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, mỗi thành viên Hội Yêu Rác cũng đang là một tuyên truyền viên tích cực để kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xung quanh. Tôi đi ngang qua công viên đây thì thấy các bạn trẻ nhặt rác rất là tích cực, rất là chịu khó, vất vả. Mặc dù là được ngày nghỉ học, nghỉ làm, nhưng mà các cháu cũng đến đấy tham gia rất là nhiệt tình. Tôi là một người dân, tôi đi qua nhưng tôi cũng rất là muốn tham gia để cùng các cháu làm cái hoạt động này để bảo vệ môi trường cho sạch sẽ. Bằng sự nhiệt huyết và tinh thần vì cộng đồng, những màu áo xanh với tên gọi đặc biệt Hội Yêu Rác đã và đang lan tỏa lối sống xanh đến với mọi người, cùng chung tay xây dựng một Nghệ An tươi đẹp hơn, thân thiện với môi trường hơn. Người Việt Nam! Không phải.